mỏng độc quyền Galaxy Fold 2 sẽ được trang bị kính cường lực siêu mỏng thay vì chất liệu nhựa như chiếc Galaxy Fold đời đầu. Theo truyền thông Hàn Quốc, Samsung đã có một hợp đồng độc quyền dài hạn với Doisys, một nhà sản xuất địa phương sẽ chuyên sản xuất kính cường lực siêu mỏng có thể uốn cong cho Galaxy Fold 2. Theo đó, loại kính mà Doisys sản xuất có tên gọi Ultra Thin Glass sẽ chủ yếu được dùng cho smartphone màn hình gập và chỉ cung cấp cho Samsung. Tấm phim polyimide PI trang bị cho Fold đời đầu rất linh hoạt nhưng dễ bị chảy xước và không cho cảm giác cao cấp. Tấm PI do nhà sản xuất Sumitomo đến từ Nhật Bản cung cấp và đã bị hạn chế xuất khẩu. Sau khi tình hình căng thẳng thương mại xảy ra giữa Hàn và Nhật, tấm PI này chỉ có chức năng phủ lên màn hình gập của Galaxy Fold. Nếu bị bóc ra trực tiếp sẽ gây hư hại cho màn hình của Fold. Mặc dù Samsung đã khắc phục vấn đề này bằng cách mở rộng tấm PI trên các góc của Fold trong bản được nâng cấp, nhưng nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới sẽ thay thế chúng bằng kính cường lực, chắc chắn và sang trọng hơn. Doisys sẽ giảm độ dày của kính cường lực này xuống mức 100 micromet, thậm chí là 30 micromet để phù hợp với khả năng đàn hồi cao mà vẫn chống chảy xước tốt hơn so với tấm PI. Loại kính cường lực này sẽ không chỉ phù hợp cho smartphone màn hình gập, mà còn cho cả các thiết bị sử dụng màn hình linh hoạt, bao gồm cả máy tính sách tay. Vì thế, Samsung đã ký một hợp đồng dài hạn độc quyền với Doisys để đảm bảo số lượng cung ứng đủ cho hãng xuất xưởng các thiết bị màn hình gập trong tương lai.